Quên cái nói chị lo tim đẹp một ký à. Giờ ở đây mà đẹp hơi ký gấp bốn luôn đó. Lấy hũ nè nè. Hũ to nè. Bác là con của con bé cháu quá đó hả? Ủa gì cũng gọi là mẹ rồi. Á bà chứ. Là bà chứ ơi. Con nó kêu mình nói bằng gì chứ cha. Con với con nó kêu bằng bà lên. Bà gì. Đau. Nhiều quá mà. Chí nó mụn viêm hết rồi. Con mất kế bên nhòn tội em. Nhưng mà đó xuyên đi làm chứ spa đó chứ. Rồi mà sao tôi bứa được cái hồi đuổi nó. Giờ đi bông quần ố. Bông quần ố cho em. Thank you.
Nhìn cho nó đâu có thấy cục mụn không phải không? Ừ. Cái đầu mụn trắng do gì nhiều quá nặng nhau để nó bìm hết cái mặt. Ừ. Chắc ba bốn tháng 4-5 tháng gì. Bà Huyền đi đâu mất tích rồi, khi nào không thấy luôn rồi. Bà Huyền á. Huyền Xuân Đoàn vậy đó. Nó có cái máy xong từng mũi nữa. Ừ. Mũi đó nè. Tinh dầu rồi còn tinh mũi đó, nó vô rồi loạn xạ mùi hết. Mũi nó không có mùi. Ừ. Mi nó xong gần thơm mùi dễ chịu. Đường xả. Xả nồng quá. Gần vừa xả mùi thơm. Sợ thế cái này. Nhưng mình luôn á, đập ra luôn cái xả luôn. Phải mà cái nồi nấu hay luôn. Bỏ tự nấu hả? Ừ. Cái nồi đó đó bỏ xả bỏ gừng mua năm đó nó xong cả ngày đó. Hơn cả nhà luôn á. Ừ. Ừ. Nó để trong cái cầu thang đó nó bóc lên cả nhà. Mới cảm ơn gì.